nào. Và chúng ta ví dụ một như sau. Thực hiện phép tính trừ 2 nhân 5. Chúng ta tập trung nhé. Câu A này, trừ 2 nhân 5 thì các em nhớ rằng chúng ta lấy trị tuyệt đối của trừ 2 là 2. Thì 2 nhân 5 bằng 10, đặt dấu trừ trước tức là trừ 10. Nào B nhá. Thầy có này, âm 12 nhân 5 cũng tương tự. Âm 12 nhân 5 của thầy cũng tương tự. Tức là chúng ta lấy 12 nhân 5 bằng 60 và đặt dấu âm đằng trước tức là âm 60 đúng không? Lấy trị tuyệt đối nhân và chúng ta đặt dấu trừ đằng trước là ok. Tiếp theo 27 nhân trừ 5 C là 27 của thầy nhân với trừ 5. 27 nhân trừ 5 thì chúng ta cứ lấy 27 nhân 5 thôi. Nhân với trị tuyệt đối mà. Thì bằng 135, đặt dấu trừ trước tức là âm 135. Ok, D. D của chúng ta là 160 nhân âm 5. Chúng ta vẫn như thế, lấy 160 nhân trị tuyệt đối âm 5 tức là nhân với 5. Thì chúng ta có là 160 nhân với trừ 5. Thì 160 nhân trị tuyệt đối của trừ 5 là 5. Và 160 nhân 5 bằng 80, chúng ta để là 800. 160 nhân 5 bằng 800, không phải 80 đâu. Và chúng ta để trừ 800 là ok. Đấy, các em thấy rất dễ dàng để chúng ta giải quyết ví dụ 1 thôi. Chúng ta cứ nhân trị tuyệt đối, đặt dấu trừ đằng trước là ok. Hiểu chưa?